14, tức ngày 14 Tết, mọi người cao tuổi tiểu không đi ra, long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi tiểu khu. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức gửi lời chúc mừng năm mới tới hội nghị đầu xuân năm mới, chúc an khang, chúc luôn sức khỏe, chúc bình an. Mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc vinh quang. Và xin chúc mừng năm mới tới 70 cụ thượng thọ của ngày hôm nay. Vâng, xin hội nghị một tràng vỗ tay ạ. Mừng thọ các cụ cao niên, tuổi xưa nay hiếm ở trên đời, tuổi già trí vẫn sáng tươi, sống vui sống khỏe, sống đời thanh tao. Cõi xuân tuổi hạc càng cao, cây bền gốc vững thắm bao nhiêu cành, nhờ cây muôn lá tươi xanh xung xuê tỏa sáng mắt lành cháu con. Xin kính chúc 70 cụ thượng thọ năm 2024 vạn sự cát tường. Hội nghị chương trình văn nghệ chào mừng lễ mừng thọ của tiểu khu người cao tuổi tiểu khu Mỹ Lâm 13 tháng 2 xin phép được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà. Sau đây tôi xin thông qua chương trình mừng thọ xuân năm 2024 xuân Giáp Thìn. Chương trình gồm có 1. Tổ chức văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, mừng thọ. 2. Thông qua chương trình lễ mừng thọ. 3. Thông qua nội quy quy chế lễ mừng thọ. 4. Chào cờ. 5. Tuyên bố lý do về phần đại biểu. 6. Tặng hoa chúc mừng. 7. Đọc thư chúc Tết của một người cao tuổi thị trấn Tân Xuyên. 8. Mời lãnh đạo tiểu khu chúc Tết của người cao tuổi và phát động quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi. 9. Thông qua danh sách mừng thọ xuân Giáp Thìn năm 2024. 10. Tiến hành mừng thọ theo độ tuổi từ cao xuống thấp. 10.1. Mời các cụ tuổi 90, tuổi 900, tuổi 101 lên nhận giấy và khăn màu đỏ. 10.2. Mời các cụ tuổi 85 lên nhận giấy nhận căn vàng. 10.3. Mời các cụ tuổi 80 lên nhận giấy nhận căn màu vàng. 10.4. Mời các cụ tuổi 75 lên nhận giấy nhận căn màu xanh. 10.5. Mời các cụ tuổi 70 lên nhận giấy nhận căn màu xanh. 11. Để đảm bảo thời gian tổ chức lễ mừng thọ, ban tổ chức có làm hai phong thư lễ mừng thọ để các cụ sau khi nhận căn bằng giấy xong mời các cụ và gia đình con cháu đưa các cụ ra khu vực ngoài trang trí để chụp ảnh, không tổ chức chụp ảnh và tặng hoa trên sân khấu.
Phạm Thị Thu tuổi 80, Lê Thị Kể tuổi 80, Lê Thị Đãi tuổi 80, Nguyễn Thị Rộng tuổi 80, Phạm Thị Quý tuổi 80, Nguyễn Thị Tuyết tuổi 80, Đào Văn Phương tuổi 80, Vũ Thị Hạ tuổi 80, Nguyễn Thị Tá tuổi 80, Trần Đức Giang tuổi 80.